Em mến chào quý anh chị và các nhà đầu tư. Hôm nay nhà đất Sơn Lâm em tiếp tục giới thiệu lên cho quý anh chị chúng ta tham khảo một lô đất dãy có tổng diện tích là 4 hectare quý anh chị nhé. Lô đất dãy của chúng ta thì di chuyển bằng con đường đất như thế này, khoảng 100m là di chuyển đến đường nhựa liên xã quý anh chị. Vâng, một lô đất dãy liền kề với khu dân cư đông nhé. Đất chúng ta chỉ cách đường nhựa liên xã khoảng 100m và cũng cách khu dân cư đông khoảng 100m thôi quý anh chị nhé. Lô đất dãy chúng ta có địa chỉ tại xã Iapec, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Từ vị trí này di chuyển đến trung tâm ủy ban xã khoảng 3 km quý anh chị nhé, và di chuyển đến trung tâm huyện Iagrai khoảng 6 km ạ, và chúng ta di chuyển về thành phố Pleiku, Gia Lai chỉ khoảng 18 km thôi quý anh chị nhé. Vâng, rất là thuận tiện. Và lô đất dãy chúng ta thì có mặt tiền đường đất chạy ôm lô đất chúng ta rất là dài quý anh chị nhé. Đó, đây là cái cổng đi vào lô đất chúng ta. Lô đất chúng ta thì đã có một căn nhà dãy, có giếng khoan, có điện ba pha quý anh chị nhé. Và trên đất thì trồng toàn bộ là cà phê và hồ tiêu, và có cả sầu riêng nữa quý anh chị nhé. Quý anh chị quan tâm thì theo dõi cái video của em thật chi tiết và cụ thể ạ. Đó, đây là mặt tiền đường của chúng ta quý anh chị. Mặt tiền đường của chúng ta rất là dài nhé. Lô đất chúng ta tổng là 4 hectare. Đó, đây là cái giếng khoan quý anh chị nhé. Và giếng của chúng ta thì bao nước cho quý anh chị chúng ta sử dụng để phục vụ cho cả 4 hectare quý anh chị nhé. Trên đất thì có giếng khoan, có điện ba pha, có một căn nhà dãy, có cây trồng như là cà phê, toàn bộ cà phê tơ nhé, cà phê, và có một số cây hồ tiêu và một số cây sầu riêng quý anh chị nhé. Đó, quý anh chị có thể quan sát trên màn hình ạ. Vâng, do gia chủ ở xa không chăm sóc được khu vườn nên là cây trồng cũng không được đẹp và đều quý anh chị nhé. Khi chúng ta mua cái sản phẩm này, chúng ta sẽ chăm sóc khôi phục thêm và chúng ta trồng vườn cây ăn trái ở đây thì nó rất là đẹp luôn ạ. Đất chúng ta thì liền kề với khu dân cư đông quý anh chị nhé. Chỉ cách khu dân cư đông khoảng 100m và cách đường nhựa liên xã khoảng 100m ạ. Cách trung tâm ủy ban xã khoảng 3 km, cách trung tâm huyện khoảng 6 km, cách trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai khoảng 18 km quý anh chị nhé. Và lô đất dãy chúng ta tổng 4 hectare, gia chủ có gửi nhà đất em bán với giá 2 tỷ 500 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 2 tỷ 500 triệu bao sổ sách cho quý anh chị và giá còn thương lượng quý anh chị nhé. Và quý anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679 để em sẽ gửi sổ và tư vấn thêm cho quý anh chị cụ thể hơn ạ. Vâng, quý anh chị và quý bà con và các nhà đầu tư xem kênh em lần đầu thì đừng quên đăng ký kênh để luôn luôn đón xem những lô đất đẹp mà nhà đất Sơn Lâm em đăng tải lên để quý anh chị chúng ta theo dõi và tham khảo và lựa chọn quý anh chị nhé. Đó, cây trồng trên đất thì quý anh chị có thể quan sát nhé. Em sẽ quay chi tiết một chút để quý anh chị chúng ta ở xa cũng nắm bắt được cây trồng cũng như là mặt bằng khu vực quý anh chị ạ. Ở đây là chất đất đỏ ba gian cũng rất là đẹp quý anh chị nhé. Đất khá là bằng phẳng và có độ thoại nhẹ nhẹ thôi quý anh chị ạ. Đất chúng ta liền kề với khu dân cư đông và có mặt tiền đường đất chạy ôm dài theo lô đất chúng ta nhé. Vâng, quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em và kết bạn Zalo ạ. Bây giờ em xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau ạ.